chủ đan bam Park Seo-joon cuối cùng đã từ bỏ đầu hạt rẻ lột xác hoàn toàn trên bìa tạp chí. Với diện mạo mới, Park Seo-joon càng khiến anh chị em mê mệt hơn. Kiểu đầu hạt rẻ trở thành cơn sốt khắp châu Á sau bộ phim Itaewon Class. Công lớn là nhờ nam thần màn ảnh Park Seo-joon. Tuy nhiên, suốt thời gian quay phim, Park Seo-joon đã phải tốn rất nhiều công sức và thời gian để giữ được kiểu đầu này. Sau khi bộ phim kết thúc, ông chủ đan bam đã chính thức từ bỏ kiểu đầu khó nhằn này và khiến chị em phát cuồng vì diện mạo lột xác trên bìa tạp chí mới cho Esquire Hàn Quốc. Những hình ảnh đầu tiên của Park Seo-joon trên tạp chí Esquire số tháng 5 được tiết lộ khiến cho fan đứng ngồi không yên. Số tạp chí này sẽ được lên kệ vào ngày 27 tháng 4. Đáng chú ý hơn cả là phong cách lần này của anh có nét tương đồng với nhân vật Park Seo-ri trong Itaewon Class. Dù không còn để mái tóc ngố làm mưa làm gió suốt thời gian qua, người hâm mộ vẫn cảm nhận được khí chất nam tính lẫn chút bụi phủ trên diễn viên họ Park. Để thể hiện được điều đó, stylist đã chuẩn bị cho anh những bộ món đồ đơn giản như là áo thun trơn, quần jeans sáng rộng hay là khoác bò. Trắng, đen, nâu là những màu sắc chủ đạo cho bộ ảnh lần này. Bối cảnh đường phố vắng vẻ cũng góp phần giúp cho Park Seo-joon thể hiện được chất ngầu giống như là nhân vật trong tác phẩm ăn khách. Những chiếc đồng hồ da bản to thường được anh lăng xê nhằm tạo điểm nhấn cho tổng thể. Fan cho rằng đây là bộ ảnh đánh dấu phong cách mới của ngôi sao 31 tuổi bởi anh thường gắn liền với bộ suit lịch lãm trên tạp chí trước đó. Dù stylist chưa lên tiếng nhưng nhiều người đã đoán rằng trang phục lần này được chuẩn bị dựa trên tính cách và hoài bão của nhân vật Park Seo-ri. Áo blazer kết hợp cùng với phông đồng điệu, quần jeans rộng và giày sneaker tạo nên cái nhìn mới mẻ, phóng khoáng hơn. Những mẫu túi toste hay là pumpet cũng được thay đổi liên tục để phù hợp với từng bộ đồ của anh. Nhờ sở hữu thân hình chuẩn và gương mặt góc cạnh, Park Seo-joon cũng có thể cân được trang phục khiến người diện thường trông già hơn như là kiểu áo dáng polo, giày sneaker như trợ thủ giúp anh thêm trẻ trung, cá tính trong bức ảnh này. Bên cạnh lời khen dành cho hình ảnh mới lạ trên tạp chí, nhiều người cho rằng Park Seo-joon cần đa dạng kiểu tạo dáng bởi họ thường nhầm lẫn các số tạp chí của anh. Như một ý đồ, các bức ảnh của anh thường chỉ nghiêng về phía góc mặt phải nhằm tôn lên nét góc cạnh cổ thon dài. Sở hữu nhiều bộ phim thành công và được yêu thích như là Thanh Xuân Vật Vã, Thư Ký Kim Sao Thế và Itaewon Class, Park Seo-joon cho biết là những tác phẩm này giống như một điểm để nhìn lại hơn là một bước ngoặt trong sự nghiệp của anh. Sau khi Itaewon Class kết thúc với thành công vang dội, Park Seo-joon cũng không nghỉ ngơi mà nhanh chóng bắt tay vào thực hiện phim mới. Park Seo-joon hợp tác cùng với mợ chảnh Cho Chi-hyun trong dự án Mao Ziri, tạm dịch là Núi Chi-ri. Mức đầu tư cho bộ phim này được hé lộ là lên đến 32 tỷ won, tức là khoảng 616 tỷ đồng, khiến dân tình cực kỳ trông đợi. Trong Mao Chi-ri, Park Seo-joon sẽ vào vai Kang Hwin-cho, một nhân viên kiểm lâm công viên quốc gia. Anh ấy cho thấy năng lượng tươi sáng và tích cực. Để chuẩn bị cho phim mới, thì Park Seo-joon đã tiến hành thay đổi kiểu tóc. Mái đầu hạt rẻ từng là mưa làm gió, trong Itaewon Class đã chuyển thành kiểu tóc tạm gọi là quả dứa. Nhiều người cho rằng, dù trong kiểu tóc nào thì trông Park Seo-joon vẫn điển trai. Liệu rằng tóc quả dứa của Park Seo-joon có một lần nữa tạo nên trend khi mà anh xuất hiện trong bộ phim mới hay không? Được biết thì bộ phim Mao Chi-ri lấy bối cảnh là vùng núi Chi-ri rộng lớn ở ngoài khu đô thị u ám, nơi có những người lên núi để tìm đến cái chết và cũng có những kẻ tới đó để tìm lại chính mình. Nội dung kể về câu chuyện của các kiểm lâm viên trong công viên quốc gia Chi-ri-san, họ đều là những người ngày đêm phải điều hướng các ngọn núi và giải cứu các nạn nhân ngay cả trong thời tiết xấu. Hãy cùng chờ đón bộ phim và sự tái xuất của Park Seo-joon trong thời gian tới nha.